Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục sống khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, thực trạng của các bệnh ung thư đường tiêu hóa đã thực sự đáng báo động. Ung thư đường tiêu hóa là một trong một nhóm ung thư gây tử vong nhiều nhất bởi bệnh phát triển âm thầm, các triệu chứng không rõ ràng. Đa số người bệnh đều chủ quan đến khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn cuối. Do đó, ung thư đường tiêu hóa thường có tiên lượng xấu, thời gian sống sau 5 năm rất thấp hiểu biết về ung thư đường tiêu hóa sẽ giúp tầm soát và phòng tránh bệnh một cách hiệu quả. Nhân ngày thế giới phòng chống ung thư, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin hữu ích nhất về ung thư đường tiêu hóa. Hệ tiêu hóa của con người bao gồm rất nhiều cơ quan khác nhau đảm nhiệm chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Thế nhưng cả cơ quan dễ bị tổn thương và ung thư nhất là gan, dạ dày, thực quản và trực tràng. Hầu hết các loại bệnh ung thư đường tiêu hóa trên đều phổ biến ở nam giới hơn nữ giới. Mặc dù nguyên nhân gây bệnh với mỗi loại ung thư chưa được khẳng định chắc chắn, nhưng một trong những yếu tố nguy cơ gây bệnh chính là thói quen sinh hoạt, lối sống như uống rượu bia, hút thuốc lá. Trong đó, rượu bia có liên quan chính đến rất nhiều trường hợp ung thư gan, thực quản, dạ dày. Các thể ung thư đường tiêu hóa như đại trực tràng, dạ dày, thực quản có xu hướng gia tăng rõ rệt. Đa số bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa đến bệnh viện ở giai đoạn 2, 3, tức là giai đoạn giữa của bệnh. Ít có bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm khi bệnh chưa có những dấu hiệu ban đầu nếu phát hiện sớm thì hiệu quả điều trị cao hơn nhiều. Nếu được phạt hiện sớm và điều trị hiệu quả, trên 90% bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa sống thêm từ 5 năm trở lên. Còn nếu phạt hiện muộn khi khối u đã di căn thì tỷ lệ sống thêm 5 năm chỉ từ 3 đến 20%. Có nhiều phương pháp để tâm soát ung thư đường tiêu hóa từ siêu âm, nổi soi cho đến chụp cắt lớp. Tùy vào mỗi loại ung thư, cũng như vị trí cân tâm soát mà có mỗi phương pháp phù hợp. Tuy nhiên, nồi soi là phương pháp phổ biến nhất và phù hợp với nhiều loại ung thư tiêu hóa, đặc biệt hiệu quả với ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là khi không có các dấu hiệu cụ thể thì ít ai chủ động thực hiện các biện pháp tâm soát sớm ung thư dạ dày. Vậy thì ai là người cần phải tâm soát và phương pháp tâm soát sớm ung thư dạ dày sẽ được thực hiện như thế nào? Chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ bác sĩ Phan Hải Thanh, Phó trưởng khoa Hoài nhi cấp cứu bụng và bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Như Nguyên Phương, trưởng khoa Nội soi bệnh viện Trung ương Huế để cùng giải đáp những thắc mắc này. Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Yeah. vâng và thưa yeah. bác sĩ Phan Hải Thanh như là vấn đề mà chúng tôi đã đặt ra đó là ai là người cần phải tâm soát sớm ung thư dạ dày và mức độ nguy cơ của họ đối với những người bình thường là như thế nào? Như chúng ta đã biết thì ung thư dạ dày là có một cái tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ hai trong tất cả các loại ung thư kể cả nam và nữ tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta là một trong những cái nước mà có cái tỷ lệ tử vong ung thư do dạ dày cao đồng thời là nó cao vào trong những cái nước mà nhất trong khu vực của chúng ta. À, tuy nhiên trong cái, à, cái bệnh lý ung thư dài ở Việt Nam chúng ta thì thông thường là người bệnh đến muộn, phát hiện muộn vào những cái giai đoạn à, khả muộn, cho nên là cái điều trị à, rất là tốn kém và rất khó khăn và tỷ lệ cái sống thêm 3 năm 5 năm là không cao. À, thì bởi vậy thì cái vai trò tầm soát để phát hiện cái ung thư dài, dài sớm rất là quan trọng thì những cái bệnh nhân mà có những cái à, nguy cơ mà sau đây chúng tôi sẽ trình bày thì nên đi tầm soát đặc biệt là trên những cái bệnh nhân mà có tiền sự à, về bệnh lý dài như đau cái vùng bụng trên rốn, à, vùng giữa ở y học gọi là vùng thượng vị và có những cái triệu chứng như ừa nóng, rồi ửa chua sụt cân thì những cái đồ tường à, đau này kèm theo những cái yếu tố nguy cơ này thì nên đi tầm soát à, thứ nhất là à, cái, những cái bệnh lý viêm da kèm theo nhiễm cái con vi khuẩn à, HP gọi là Helicobacter pylori. Thì cái con vi khuẩn này nó sống ở niêm mạc dạ dày mà nếu nó tồn tại lâu năm thì nó có nguy cơ gây ung thư. Và nhiều nghiên cứu người ta đã chỉ ra rằng những cái bệnh nhân mà ung thư dạ dày thì có khoảng 60 đến 80% liên quan đến con vi khuẩn HP này. cho nên những cái bệnh nhân mà có những cái yếu tố nguy cơ về nhiễm con HP thì nên tầm soát sớm. À thứ hai nữa là đối với những cái bệnh nhân mà có cái nghiện thuốc lá và rượu nặng à, thì những cái bệnh nhân mà có cái triệu chứng mà nghiện thuốc lá thì tỷ lệ ung thư à, theo nghiên cứu nó cao hơn 40% so với người bình thường và đặc biệt ở những cái người mà nghiện thuốc lá nặng thì tỷ lệ nó cũng cao hơn nhiều là 80% và nhiều nghiên cứu người ta cũng chỉ ra rằng là nghiện rượu nặng cũng gây ra ung thư dạ dày. À, thứ ba là vấn đề tiền sự À, tự sự những cái người bệnh hoặc là những cái người mà có yếu tố gia đình như bố mẹ anh chị em ruột mà có bị bệnh lý ung thư thì cái tỷ lệ ung thư mà dài dài thì nó có khoảng 10% phần trăm nó liên quan yếu tố gia đình cho nên những cái người à, này cũng nên đi tầm soát à, thứ ba nữa là những cái triệu chứng à, về béo phì à, béo phì à, béo phì thì là những cái bệnh mà nó hay gây nên cái hiện tượng trào ngược dạ thực quản đây là một bệnh lý đầu tiên là mạng tính thôi tuy nhiên nó viêm mạng tính lâu dài thì có nó có nguy cơ là gây lên có cái quá trình chuyển đổi lên ung thư và nhiều nghiên cứu người ta chỉ rõ rằng những người bệnh nhân béo phì thì có nguy cơ ung thư cao gấp hai lần so với người bình thường Thế cho nên những cái bệnh nhân mà có những cái tiền sử dài mà có những yếu tố nguy cơ trên thì khuyên nên được đi tầm soát ung thư sớm đặc biệt là ung thư dạ dày. Yeah. Vâng. À, thưa bác sĩ Trần Như Nguyên Phương, với kỹ thuật nội soi đó là một trong những biện pháp hữu hiệu để phát hiện ra những tổn thương ở bên trong hệ thống tiêu hóa. À, vậy thì đối với phương pháp nội soi thì chúng ta có thể là phát hiện ra những tổn thương gì ở bên trong dạ dày ạ? À, thưa chị và quý vị khán thính giả, à, với cái kỹ thuật nội soi dạ dày thông thường như từ trước đến nay thì chúng ta đã có thể phát hiện khá nhiều thương tổn của dạ dày như là thứ nhất là tình trạng nhiễm uh, Hp tức là vi khuẩn Helicobacter pylori của niêm mạc dạ dày, thứ hai là có thể uh, xác định được các cái thể viêm dạ dày, thứ ba là có thể đánh giá được các cái thương tổn loét với những mức độ khác nhau, thứ tư là có thể xác định được các cái loài polyp và thứ năm có thể phát hiện được các loài u dạ dày và qua đó chúng ta có thể sinh thiết các cái thương tổn nghi ngờ để đánh giá bản chất của thương tổn về mặt giải phẫu bệnh lý. À, như vậy thì với kỹ thuật nội soi thông thường thì chúng ta có thể phát hiện những thương tổn dạng là viêm loét polyp và u ở dạ dày. Vậy thì đối với kỹ thuật nội soi phóng đại mà bệnh viện mới trang bị thì được sử dụng như thế nào để có thể là phát hiện sớm ung thư dạ dày ạ? À, thưa chị và quý khán thính giả, sau khi bệnh nhân được nội soi dạ dày thông thường và đã phát hiện được cái các các thương tổn đáng lưu ý như là cái tình trạng chảy máu tự nhiên đơn độc hoặc là cái niêm mạc dài dày nó có hình dạng bất thường như là lồi hoặc lõm và màu sắc của niêm mạc dài dày bất thường có thể có màu trắng hoặc màu đỏ hoặc có tình trạng viêm teo dày dày do tình trạng nhiễm hạt tế hoặc có di sản ruột thì thông thường bệnh nhân được chỉ định làm nội soi phóng đại để tâm soát ung thư dạ dày sớm. Thưa quý vị và các bạn, một trong những, những lý do khiến cho tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở nước ta ngày càng tăng cao đó là các yếu tố nguy cơ điều hiện hữu ở các đối tượng có khả năng mắc bệnh, đó là hút thuốc lá, uống rượu bia với cường độ cao, béo phì hay là ít vận động vân vân. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phim ngắn để tìm hiểu rõ hơn về các yếu tố nguy cơ khiến cho tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ngày càng tăng cao. Y học đến nay vẫn chưa xác định một cách chính xác nguyên nhân cụ thể của ung thư đường tiêu hóa. Những yếu tố có thể dẫn đến nguy cơ ung thư đường tiêu hóa như gen di truyền, tuổi tác, ô nhiễm môi trường, lối sống, chế độ ăn uống. Một trong những điều đáng tiếc nhất là nhóm người ở độ tuổi trên 40, độ tuổi rất dễ mắc ung thư đường tiêu hóa, là có tỷ lệ sử dụng rượu bia, hụt thuộc lá rất cao. Mặt khác, thiểu hoạt động thể chất hoặc béo phì cũng có thể là những yếu tố dẫn đến bên này. Những người ăn nhiều thực phẩm được hun khói, muối hoặc ngâm sẽ có nguy cơ cao hơn những người ăn một chế độ ăn nhiều trái cây tươi và rau quả. Chế độ ăn nhiều mỡ, thịt động vật, ít rau xanh, chất xơ có liên quan đến ung thư đại trực tràng. Nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày liên quan đến tiền sử nhiễm vi khuẩn HP, chất nitrosamin trong dưa chua muối và thịt hun khói. Ung thư thực quản liên quan đến thói quen uống nhiều rượu và hút nhiều thuốc lá. Những người mắc các bệnh về đường tiêu hóa nhưng không được điều trị đúng bên trở thành mạng tính được đánh giá có nguy cơ bị ung thư cao hơn hoặc những khối u lan tính nếu không cắt bỏ sớm để lâu dễ chuyển sang ác tính chuyên mục sống khỏe của đài phát thanh và truyền hình thừa thiên huế xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại